Trong cuộc sống hiện đại, mọi người đều tập trung cho công việc chuyên môn, ít có thời gian cho những công việc khác. Với các em học sinh, phấn đấu học thật giỏi là mục tiêu hàng đầu. Song để trở nên hoàn thiện hơn, sự vào cuộc của ngành giáo dục, nhà trường, các bậc phụ huynh là rất cần thiết, giúp các em hội đủ cả về tri thức, đạo đức và lòng yêu nước. Đây là nhiệm vụ được ngành giáo dục quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm bằng nhiều chương trình việc làm cụ thể theo từng bậc học, lứa tuổi khác nhau. Hàng năm, phòng giáo dục quận phối hợp tổ chức các chương trình Măng Non Sẵn Sàng Chị Biển Đảo, Một Ngày Tập Làm Chiến Sĩ, tìm về các địa chỉ đỏ để giúp các em học sinh được trải nghiệm, hiểu biết hơn về đời sống chiến sĩ, làm hành trang cho các em luôn tự tin dựng bước trong tương lai. Bên cạnh cái việc mà tổ chức dạy chữ thì chúng tôi luôn chú trọng dạy người. Và trong dạy người thì hết sức chú trọng hai vấn đề. Thứ nhất giáo dục đạo đức, thứ hai là giáo dục truyền thống của dân tộc của mình. Bên cạnh đó thì các trường cũng thực hiện cái việc là kết nghĩa với các đơn vị bộ đội đang trú đóng trên địa bàn. Cho các em vào tìm hiểu về sinh hoạt các chú bộ đội. Từ đó mà các em hiểu thêm về cuộc sống của chú bộ đội và qua đó thì các em sẽ yêu quý hơn bộ đội của mình. Và từ cái nồng yêu quý đó thì cũng rèn cho các em cái tư duy là sau này lớn lên thì các em cũng sẽ noi gương các chú bộ đội, tiếp tục cái truyền thống của cha anh mình để giữ nước và dựng nước. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục quận Gò Vấp đạt kết quả rất cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp toàn thành phố. 155 giải, tăng 78% so với năm học 2019-2020, trong đó học sinh đạt giải nhất 49 giải, cao hơn 29 giải, tăng 2,45 lần. Đó là thành quả để quận tiếp tục đầu tư ươm mầm và phát triển những tài năng trong tương lai.